Cách đây gần 2 năm, phà Vàm Cống đã chính thức dừng hoạt động sau gần một thế kỷ vận chuyển người và phương tiện qua lại giữa hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang trong sự nuối tiếc của nhiều người dân. Thế nhưng mới đây khi nghe tin phà Vàm Cống sẽ hồi sinh, nhiều người dân rất phấn khởi bởi hơn 400 hộ dân khu vực này đã từ lâu gắn liền với những chuyến phà. Phà sống thì họ mới sống khỏe và phà chạy lại là niềm mong mỏi chung của bà con nơi đây. Để cụ thể hơn về thông tin này, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký văn bản số 5458 gửi Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Đồng Tháp về việc điều chuyển tài sản tại bến phà Vàm Cống từ Bộ Giao thông Vận tải về địa phương quản lý, sử dụng sau gần 2 năm đứng hình. Theo đó, Bộ Tài chính thống nhất điều chuyển tài sản là thiết bị bồn chứa nhiên liệu, công trình xây dựng, máy móc, thiết bị văn phòng, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại bến chính, bến phụ bờ An Giang và bờ Đồng Tháp của bến phà Vàm Cống từ Bộ Giao thông Vận tải về Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Đồng Tháp quản lý, sử dụng theo chế độ quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Đồng Tháp quản lý, sử dụng đúng quy định hiện hành của nhà nước và phát huy hiệu quả tài sản bàn giao. Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải rà soát, khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp xử lý tài sản, nhân sự tại bến phà Vàm Cống theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện bàn giao tiếp nhận tài sản. Sau khi tiếp nhận, các đơn vị liên quan phải quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định, nội dung văn bản nêu. Ngày 29 tháng 5, Sở Giao thông Vận tải An Giang cho biết việc hồi sinh phà Vàm Cống xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân bờ thành phố Long Xuyên, An Giang và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, bởi người dân trồng hoa màu và công nhân cụm công nghiệp Lấp Vò có hơn 2.000 người qua lại mỗi ngày. Một lãnh đạo phà An Giang cho biết dự kiến bến phà Vàm Cống được hồi sinh sẽ có 3 phà hoạt động đưa rước khách. Đơn vị này sẽ duy tu, sửa chữa lại cho phù hợp với nhu cầu thực tế, quy mô nhỏ gọn hơn, lượng khách ước tính khoảng 6.000 khách trên ngày.